Bằng chính câu chuyện cuộc đời của mình và những việc làm thiện nguyện thiết thực suốt nhiều năm qua, anh Lê Huy, một Phật tử ở Hà Nội, đã lặng lẽ gieo yêu thương, ươm mầm sống cho biết bao người bệnh hiểm nghèo. Trong phần tiếp theo của bản tin hôm nay, kính mời quý vị cùng gặp gỡ người Phật tử với câu chuyện vượt lên số phận. Đây là hình ảnh quen thuộc tại Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương vào mỗi sáng thứ tư hàng tuần. Một người đàn ông nhỏ bé trong đồng phục màu xanh nõn chuối cùng với các thành viên đội cháo từ thiện tử tế đứng chắp tay, chia sẻ từng suất cơm nóng hổi tới tận tay mọi người. Ít ai biết, anh Lê Huy cũng từng là bệnh nhân được điều trị ở bệnh viện này nhiều năm trước đây. Tôi cũng bị ung thư máu và lúc đấy tôi chỉ nằm trên giường, tôi ao ước được bước xuống dưới nhà. Và tôi có chia sẻ với các bệnh nhân khác là một ngày nào tôi mà có thể xuống được dưới nhà, có thể đi lại được, tôi sẽ quay trở lại Bệnh viện Huyết học Trung ương này, tôi sẽ giúp đỡ lại các bệnh nhân khác còn ốm đau như mình. Ở tuổi 30, khi đang có một gia đình hạnh phúc và tương lai sự nghiệp rộng mở, thì bất ngờ căn bệnh ung thư máu ập đến đã kéo cả bầu trời như sụp đổ trước mắt Lê Huy. Chống chọi với căn bệnh quái ác 7 năm trời, đã có lúc người đàn ông sinh năm 1979 này rơi vào tuyệt vọng. Nhưng nhờ duyên lành với Phật Pháp mà cuộc đời anh đã dần hồi sinh. Nhà tôi ở gần chùa Quán Sứ, thì lúc đấy chân tôi yếu lắm. Tôi bắt đầu vịn tường, tôi đi ra chùa Quán Sứ. Thì tôi chắp tay trước Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi nói là trong cuộc đời này con đối xử tốt với mọi người, nhưng ngày hôm nay sao con lại khổ thế này. Lúc đó là cuộc đời nó có nhiều cái bế tắc quá. Thì tôi mới bắt đầu niệm Phật. Khi mà nghe kinh Phật A-di-đà thì nói từ đây đi về phương Tây có 10 muôn nước cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Và về đó thì được thân Phật bằng vàng như ngài. Ngày đấy thì cái sức khỏe của tôi nó cũng kém, nhưng mà niềm tin của tôi rất mạnh mẽ. Tôi tin là có ngài và tôi mong được về với ngài. Từ đó là tôi có một cái niềm tin mạnh mẽ để thay đổi cuộc sống của mình. Trở về từ cõi chết, tâm nguyện trở lại giúp đỡ những hoàn cảnh giống mình khi xưa trở nên mạnh mẽ, thôi thúc anh Huy thành lập các đội thiện nguyện nấu cháo, nấu cơm, mang tới các bệnh viện để sẻ chia, động viên các bệnh nhân vượt lên nỗi đau, sống có ý nghĩa hơn. Anh Huy á, anh cũng là những người bệnh nhân mà từ cõi chết trở về. Anh cũng đã ăn những cái bát cháo của những các cái đội cháo mang đến. Thì anh ấy là, cái nguyện của anh ấy là nếu anh khỏe, anh cũng sẽ làm thiện nguyện. Để đó là cái tâm của người Phật tử. Cho đến hôm nay là 14 năm. Và con tin rằng cuộc đời này có luật nhân quả. Bởi vì con đã từng trải qua. Và trong lòng luôn khắc sâu điều đó. Và mỗi ngày mình gieo một chút mầm thiện. Giống như Pháp Sư Đạo Chúng viết là nếu ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời, xem ngày hôm nay con vẫn phải trồng, con vẫn phải vun gốc và bón cho nó bằng những nụ cười, bằng lòng từ bi và yêu thương như Đức Phật đã dành tình yêu thương vô điều kiện với chúng sinh. Bằng chính câu chuyện vượt lên số phận cuộc đời mình, cùng với niềm tin mạnh mẽ và tam bảo, anh Lê Huy đã lan tỏa lối sống với tinh thần từ bi, biết yêu thương mọi người, đặc biệt là những người không may mắc bệnh hiểm nghèo, giúp cho họ có thêm nghị lực sống và nhìn thấy con đường đi tốt đẹp hơn.